Bộ Giáo dục cần làm rõ Thích Trần Quang có bằng tiến sĩ dởm bằng cách nào. Trong thời gian gần đây ở Việt Nam xuất hiện các nhà tu Thích Minh Tuệ, bộ hành để khất thực đã trở thành một hiện tượng xã hội rất lớn. Vị tu sĩ này đã tuyên truyền và đưa cảm xúc thức tỉnh không chỉ các tăng ni Phật tử mà còn được hàng triệu người yêu mến. Ở chiều ngược lại, các ma tăng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam với những bài thuyết giảng sặc mùi tiền bạc đã gây bức xúc xã hội. Đó là lý do vì sao các chùa to Phật lớn của Giáo hội Phật giáo Quốc doanh đã bị tẩy chay và rơi vào tình trạng vắng như chùa Bà Đanh. Vì vậy, theo giới quan sát, chính quyền Việt Nam đã phải tiến hành một công cuộc thanh lọc với Giáo hội Quốc doanh này. Vào ngày 19 tháng 6, Giáo hội Phật giáo đã công bố quyết định kỷ luật Thượng tọa Thích Trần Quang, trụ trì chùa Thiền Tôn Phật Quang tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Theo đó, sư Thích Trần Quang bị cấm không được thuyết giảng dưới mọi hình thức cũng như không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền Tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong thời gian 2 năm. Theo thông báo cho biết, Giáo hội Phật giáo đã nhận được nhiều phản ánh từ Phật tử, nhân dân, báo chí về việc những bài giảng Thượng tọa Thích Trần Quang gây hoang mang trong xã hội, phản ứng của cộng đồng làm suy giảm niềm tin Phật pháp và ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội. Được biết, sư Thích Trần Quang từng nổi tiếng trên mạng xã hội với nhiều phát biểu gây sóng gió về luật nhân quả hay lời kêu gọi cúng dường mang đậm tính kinh doanh, lừa đảo, mê tín, dị đoan. Ngoài ra, ông sư này cũng có các phát ngôn chỉ trích nhà tu hành khác, ví dụ câu nói phản cảm gây tranh cãi của sư Thích Trần Quang rằng phải tìm tiền mệnh giá cao để đưa cho thầy trụ trì, thì thầy trụ trì mới làm được việc đạo. Đó là lý do vì sao, theo báo Giác Ngộ, vào ngày 7 tháng 6, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị thẩm tra các phát ngôn, việc làm và thuyết giảng của sư Thích Trần Quang. Theo đó, những phát ngôn của sư Trần Quang trong các video trên mạng xã hội không đúng với giáo lý, giáo luật, truyền thống văn hóa của Phật giáo cũng như lịch sử của dân tộc Việt Nam, sửa đổi giới cấm trong chứng điệp quy y tam bảo của Phật giáo v.v. Và nếu ông Thích Trần Quang có vi phạm thì sẽ bị xử lý nghiêm minh, vẫn theo báo Giác Ngộ lưu ý. Cũng theo báo này cho biết, sư Trần Quang không phải là trường hợp đặc biệt mà còn nhiều thượng tọa hay trụ trì các chùa khác như Thích Nhuận Đức, Thích Thanh Quyết, Thích Nhật Từ hay Thích Trúc Thái Minh cũng có nhiều hoạt động và phát ngôn gây xôn xao dư luận, làm suy giảm niềm tin của xã hội với Phật pháp và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Một câu hỏi đặt ra là Hòa thượng Thích Trần Quang hay Ma Tăng Trần Quang là ai? Trên mạng xã hội loan truyền các thông tin cho biết, Thượng tọa Thích Trần Quang tên thật là Vương Tuấn Việt, là chất nội của cụ Hồ Sĩ Tạo và cháu nội của cụ Phó Bảng Vương Sinh Huy, con trai của cụ Vương Chí Nghĩa, tức là cháu ruột của đồng chí Hồ Chí Minh. Hòa thượng Thích Trần Quang hiện đang trụ trì chùa Phật Quang, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ngoài ra, ông còn là Phó trưởng Ban Kinh tế Tài chính Trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vào ngày 24 tháng 6, trên mạng xã hội thông tin về bằng cấp của Vương Tuấn Việt, tức Thích Trần Quang. Theo đó, ông Vương Tuấn Việt đã học tại trường Đại học Luật Hà Nội, hệ tại chức, tốt nghiệp vào năm 2019. Thế nhưng, đến năm 2021, chỉ trong vòng có 2 năm, ông Việt bảo vệ thành công luận án tiến sĩ luật cũng tại Đại học Luật Hà Nội. Như vậy, ông Việt vừa tốt nghiệp đại học đã chuyển tiếp lên nghiên cứu sinh tiến sĩ luôn, bởi thời gian nghiên cứu sinh tiến sĩ thông thường là 2 năm. Điều này là cực kỳ vô lý, vì nghiên cứu sinh tiến sĩ thường yêu cầu phải có kinh nghiệm làm việc. Mặt khác, người Việt có câu dốt như chuyên tu, ngu như lại tại chức. Một người cầm bằng đại học tại chức có đủ trình độ để làm nghiên cứu sinh hay không? Công luận đặt câu hỏi về đề nghị Trường Đại học Luật Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo giải thích rõ về quá trình học tập và bằng cấp của ông Vương Tuấn Việt. Các câu trả lời cần được công khai cho người dân cả nước được biết. Công luận thấy rằng, cùng với Thích Trúc Thái Minh, Thích Nhật Từ thì Ma Tăng Thích Trần Quang từng được chính quyền dung túng công khai tuyên truyền mê tín dị đoan, cố ý làm lầm lạc tín ngưỡng, làm u mê một bộ phận dân chúng theo chủ trương của chính quyền để phá hoại Phật tử, nền tảng tư tưởng chứ không còn là hành đạo một cách bình thường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin Bộ Giáo dục cần làm rõ Thích Trần Quang có bằng tiến sĩ dởm bằng cách nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư, vì sao khác Thủ tướng? Tô Đại tướng đang tự bắn vào chân mình. Kể từ sau hội nghị Thành Đô vào năm 1990 về việc bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, thì câu thành ngữ Bắc Kinh đổ mưa thì Hà Nội dương ô đã phản ánh rất rõ sự phụ thuộc của ban lãnh đạo Ba Đình với nhà cầm quyền ở Trung Nam Hải. Nhất cử nhất động của lãnh đạo Việt Nam bắt buộc phải tuân theo chỉ đạo từ Bắc Kinh, và ngược lại, bất kỳ ai trái ý lãnh đạo Trung Quốc đều phải nhận kết cục hết sức bi thảm, như Đình là Thằng là một ví dụ. Sau khi chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin tới Việt Nam vừa kết thúc, thì tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 22 tháng 6 đưa tin Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp sang Trung Quốc. Bản tin cho biết, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đến thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc để tham dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới từ ngày 24 đến 27 tháng 6. Đây là hội nghị sẽ quy tụ hơn 1.500 nhà lãnh đạo cấp cao từ các nước trên thế giới theo lời mời của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Đáng chú ý, đây là chuyến thăm Trung Quốc thứ 3 của Thủ tướng Việt Nam trong vòng một năm. Không biết lần này Thủ tướng Phạm Minh Chính có cơ hội ý kiến Chủ tịch Tập Cận Bình hay không? Trong khi đó, trận chiến quyền lực của lãnh đạo cấp cao của Việt Nam không hề dừng lại. Chủ tịch Tô Lâm và Bộ Công an vẫn tiếp tục xử lý, thanh trừng các lãnh đạo các cấp, đặc biệt là lãnh đạo thuộc phe Nghệ Tĩnh. Thậm chí ngày 11 tháng 6, khi tiếp đại sứ Trung Quốc Hùng Ba, Chủ tịch nước Tô Lâm còn lên tiếng phản đối và yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt việc cho tàu khảo sát địa chất Hải Dương 26 gây rối ở khu vực Vịnh Bắc Bộ thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đáng chú ý, theo các nguồn tin chưa được kiểm chứng, chưa được tiết lộ, Chủ tịch Tô Lâm sẽ thăm Hoa Kỳ vào giữa tháng 7 năm 2024, trong khi chưa thăm Bắc Kinh. Theo thông lệ, các nhân vật tứ trụ buộc phải thăm Bắc Kinh đầu tiên sau khi nhậm chức. Do đó, việc Tô Lâm công du Hoa Kỳ trước khi sang chầu Bắc Kinh là một chỉ dấu bất bình thường. Tô Lâm và Phạm Minh Chính là những nhân vật được đánh giá là có khả năng cao nhất để trở thành Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 14 vào năm 2026. Theo giới phân tích quốc tế, Chủ tịch Tô Lâm là người có khả năng cao nhất thay thế ông Trọng. Giáo sư Abusha từ Hoa Kỳ đánh giá như sau. Việc ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam là điều rất có khả năng. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, dù có những đồn đoán Tô Lâm được ban lãnh đạo Bắc Kinh chấm, nhưng để chiến thắng được Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ là việc không hề dễ dàng. Giáo sư Thay Hèn thì nhận xét, ông Tô Lâm là một nhân vật gây tranh cãi trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh Quốc hội bầu và phê chuẩn vào cuối năm 2023, ông Tô Lâm có số phiếu tín nhiệm cao khá thấp, trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam luôn ưu tiên việc đồng thuận nội bộ. Thủ tướng Phạm Minh Chính vốn cũng xuất thân từ Thứ trưởng Bộ Công an và cũng từng là đệ tử ruột của Thủ tướng hai nhiệm kỳ ông Ba Dũng như ông Tô Lâm vậy. Nhưng lại trái ngược với ông Tô Lâm, ông Chính lại nhận được sự ủng hộ cao của tập thể lãnh đạo đảng. Giáo sư Thèn cho biết, trước đây khi ông Phạm Minh Chính đối mặt với cáo buộc, ông lại được đa số thành viên Bộ Chính trị đã phản đối việc xử lý kỷ luật ông Chính, theo đề nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Liên quan đến việc Chủ tịch Tô Lâm vẫn tiến hành công cuộc tạo thanh đối với các nhân vật phe lãnh đạo Nghệ Tĩnh như Trần Cẩm Tú, Phan Đình Trạc hay Trần Hồng Hà. Theo giới thạo tin, đây là những sai lầm chết người của Chủ tịch Tô Lâm và Bộ Công an khi cố tình trái lệnh Thiên Triều. Nhưng đây cũng là điều ông Tô Lâm biết rất rõ. Song vì mục tiêu đào tận gốc, chốc tận rễ, hệ thống chân rết quyền lực của Tổng Trọng, cho nên Tô Lâm bất chấp tất cả. Ông Tô Lâm có một điểm yếu trầm trọng, đó là việc tập đoàn Xuân Cầu của em trai ông đã lớn mạnh cùng tài sản nhiều tỷ đô, chủ yếu là nhờ vào quyền lực và các mối quan hệ của ông Tô Lâm. Trong lúc này, tập đoàn Xuân Cầu bị đồn rằng họ đang bị quân đội điều tra về một thương vụ đất đai ở Đài Phát Thanh Mễ Trì, ngay trung tâm thủ đô, nơi mà ông Tô Dũng đang đầu tư xây dựng trên đó. Nếu tin đồn này là chính xác thì khả năng cao ban lãnh đạo Bắc Kinh có thể tiếp tay cho phe Nghệ Tĩnh liên kết với Bộ Quốc phòng để lật lại hồ sơ tập đoàn Xuân Cầu, thì chắc chắn ông Tô Lâm khó có thể thoát được.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình tiếp của Thời báo .de với bản tin Cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư, vì sao khác Thủ tướng, Tô Lâm đang tự bắn vào chân mình. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.